Rồi, em xin chào nhà nha. Đây, con này thương hiệu Paris Pháp nè. Đây cái hiệu ở đây nha. Libi gì nhỉ? Paris nè, nó ghi chữ Paris có hàng cá nè. Lịch lọc ha, con này nhìn cái dáng nó sang nha, nhìn dáng mới tin là hàng chưa lên tay luôn, hay là anh Nhật anh cắt dây anh đeo một hai lần xem nha. Dây khóa nó nè. Nói chung con nào mới làm báo mới nha, nào mới báo mới chưa. Mặt sau đây. Siêu sao chưa bóc. Dây khóa. Kính đẹp nha, kính nó đẹp không sứt mẻ, dẫn báo quách lông mèo ha, hàng si mà nằm trong lô mà, dây thì chắc 19 được, lên tay quẩy rất là ôm ha, ôm sát luôn. Rồi cái form này em nghĩ là chắc tay nào đặt cũng được, cái chắc size 39 hay gì 40 rồi. 40 nha, size quốc dân ha, tay nào đeo cũng ok nha, càng cấp 40 càng cấp là tay nào đeo cũng được nha, càng thì 49.8 mỏng, 7 đi 9. Được cái lịch lọc nha, lịch phong thủy luôn, mặt trắng cọc số thép. Rồi, con này em bán 950 mã T1 nha, 950k mã T1 ha, cho con độ mới cao nha. Độ mới rất cao, máy Nhật ha. Thì bên em dẫn là cọc chuyển khoản mới đi hàng nha, còn nếu tin tưởng em á, chuyển khoản bên em bao ship ha. Rồi em xin chào nhà nha.